Hành vi điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong ngoài khu đô thị quy định tại điểm B khoảng 8 điều 6 Nghị định số 100 ngày 30 tháng 12 năm 2019 sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 123 ngày 28 tháng 12 năm 2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không dân dụng, phạt tiền từ 6 triệu đến 8 triệu đồng. Để ngăn chặn ngay hành vi vi phạm, người có thẩm quyền xử phạt được phép tạm giữ phương tiện tối đa đến 7 ngày.